xin chào các bạn. Hôm nay là mình làm gì vậy Nam? Ăn mừng 100.000 subscribe. 100.000 đâu nổi chưa? 10.000. 10.000 sub các bạn. Hôm nay là ăn 10.000 sub. Thì hôm nay mình có 5 con cái so. Con ký nghiêng biển nha. Ừ là con bự. Với lại tôm sú. Ý quên tôm càng xanh. Ở đây có con cúm, con núm gì đó. Thì chút nữa mình sẽ bỏ vô cái nồi này mình luộc. Đầu tiên là mình luộc con cua trước. Nó luộc khoảng 15 phút, sau đó cái mình 12-15 phút cái mình thảy mấy em tôm này vô. Tôm này vô. Sau đó cuối cùng là nghêu là chín nhanh nhất nên là mình để chín này sau đó. Thì hôm nay có thằng Nam, Khải Linh với mình. Thì ba cậu cháu sẽ quất hết dĩa này, bia một đống này chứ. Ăn hết không Nam? Ăn hết không? Không biết hả? Đang nghiên cứu gì đó? Nghiên chim à, nó đang nghiên cứu chim. Đang nghiên cứu chim với nghiên cứu cu. Rồi. À, con cu nó ấp rồi các bạn. Đây. Con cu nó ấp nè. Đó. Đẻ liên tục à. Thấy chưa? Nó đẻ liên tục luôn á. Con nó là đẻ. Đây nè, con nó nè. Con nó nè. Bên đây là một lồng mà. Con nó nè. Hai một cặp nè, mới bắt hôm bữa nè. Bây giờ là nói chung là từ hôm bữa giờ nó đẻ cả mười mấy 20 con nữa. Ở nhà ba mình cho người ta quá trời luôn. Còn đây nè, đây một cặp nữa nè. Cu này là cu Pháp. Cu Pháp là nhìn nó bự. À, lông trắng của cu Pháp là lông trắng bự. Còn cu Việt là lông đen. Đâu rồi? Đó. Cu này cu Thái nè, thấy chưa? Cu Thái thì nhỏ, lông đen. Rồi. Còn đây là cu mình nè. Cu Việt Nam nè. Đó, cu Việt Nam là bự, cu Việt Nam thì bự hơn cu Thái, ngầu hơn. Đó, cu Việt Nam là chỉ thích sống đơn độc một mình thôi chứ không thích sống bầy đàn như mấy thằng kia. Rồi giờ để mình luộc mấy thằng kia hai bạn ha. Giờ cho cua vô nồi. Đây này còn. Ba còn. Bốn còn. 5 con. Rồi. Cho 5 con vô nồi. Nấu khoảng 15 phút. Mình bỏ tôm vô. Sau đó mình bỏ nghêu vô. Rồi, nó sôi rồi. Nấu cũng được 15 phút rồi đó. Giờ mình đổ mấy con tôm vô. Dạ. Nấu khoảng đấy. 50 phút gì nữa. Rồi chín đỏ hết trơn rồi nè. Công đoạn cuối cùng bỏ mấy em nghêu này vô là xong. Ngọc ngồi chà bá luôn. Đây. Lắc lắc cho nó. Đó. Rồi nè các bạn. Một nồi luôn. Rồi đổ ra đi Khải Linh. Để cái xô vô, để cái vô. Rồi đổ vô hết luôn đi, đổ vô hết luôn đi. Nóng quá. Đó. Đó rồi. Đổ vô luôn hết đi. Rồi. Rồi, đây nè các bạn. Đóng luôn. Rồi bây giờ chuẩn bị dọn ra ăn ha. Rồi ha các bạn, bày ra một dĩa cua, nghêu, tôm càng xanh. Rồi bây giờ hôm nay là để ăn mừng 10.000 súp ha Nam. 10.000 súp. Rồi nhà công của thằng Nam là cũng bọn ở trong đó đó. Hai bạn ha, gương mặt thương hiệu. Bây giờ có chai Corona nè. Rồi. Bây giờ uống một ngụm chúc mừng ha các bạn ha. Hàng bạn có uống gì không? Hỏi khỏi. Không uống không? Dạ ăn thôi phải không? Rồi bây giờ thưởng thức ha các bạn ha. Ăn đi. Rồi để đó đi. Nam vô ngồi đây Nam. Bỏ cái dưới.
cái gì. Ngon quá. Ngon. Nãy mới đem qua mà. Ngoài sao con coi. Ngoài sao con ngồi coi có không? Coi có rớt đất không? Ủa? Cái cuộn khăn giấy mới đây nè. Cháu kìa rớt dưới ghế cà khai lưng. Ừ. 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 Dài ghê, ngọt ngay à. Cái con nãy không có đậu vai nãy phải không? Ừ. Mất tiền rồi. Đúng rồi. Nãy anh ăn rồi. Các bạn nhìn con cá sò khổng lồ luôn à. Cái sò này có 3 lạng rưỡi á. Cá sò 3 lạng rưỡi là bự lắm luôn á. Nhìn vô con còn thấy càng nam không? Mình thấy đúng không? Rồi mấy ngàn linh tinh này chứ đi. Wow. Đâu mượn ơi. Đây con tôm càng xanh nè bạn. Dễ sợ. Tôm dài rồi. Ừ. Tôm càng xanh dài rồi. Tôm càng tự nhiên mà. Mình cái càng đó nè. Bẻ cái càng nữa, cái càng bỏ ra đây, chúng là cậu ăn, tự nhiên bỏ cái càng. Nha bạn, nhìn nào rút này nha. Rút kiếm. Giống như là ăn cua hoàng đế, nó ăn không phải cua hoàng đế mà là không phải King Crab mà là cua Việt Nam. Ăn nào cho thành hoàng đế được. Chúng là ăn bỏ cái càng hết trơn, lấy cái càng đó kìa bỏ ra đây cho cậu. À cái này nãy rút ra rồi. Này nãy rút ra rồi. Chừng nào được mấy chục, 20 ngàn súp nữa ăn tiếp ha. Hả? 20 ngàn súp ăn gì? Tôm hùm à? Ha, King Crab. King Crab. King Crab ha. Vậy xin mọi đứa xin mẹ 2 triệu đi. Con thằng có 5 triệu mà. Một King Crab là 1 triệu mấy 1 ký bạn. 1 triệu mấy gần 2 triệu 1 ký. Một con nó không 10 triệu không. Nếu mà cua bự 5-6 ký á. Ăn con nhỏ rồi mà con nhỏ không đã đâu. Nè. Mất kiếm. Ăn dứa luôn. Hút một lần. Hút một đầu rồi hút nè. Nè. Hút ra. Thịt không à, bỏ làm gì uống này trời. Nè, rút ra nè. Rút gươm khỏi vỏ. Như là nghêu biển Tân Thành đó bạn. Các bạn mà quan tâm vào sản phẩm cua tự nhiên của mình á thì vào cái đường link là facebook.com/cua tự nhiên. Cái số điện thoại mình là 0976 066 7771 ha bạn ha. 0976 066 771. Mình sẽ không báo giá qua comment phía bên dưới ha các bạn ha. Ba này ăn hết nè không? Hết chứ sao không? Để cho trò hoài chứ. Ăn hết tự nhiên mệt lắm. Nó chứ ăn hết này đâu các bạn. Người lứa ăn con cua còn nhiều đem về cho ba má. Ăn luôn kia nữa. Ui chắc không ăn đâu.
Quyền ăn, nó ăn cái càng á. Đưa cho ăn giấy coi. Trứng nè. Cái trứng ăn ngon lắm á. Cái trứng ăn sống ngon lắm. Bữa cậu ăn rồi. Chưa các bạn. Cái chó đâu? Đầu cứt không à. Ở đây nè. Đó Nam, cái là anh biết nè, làm YouTube mà ước muốn làm YouTube là được gì không? Sub lại bạc. Không phải. Ui. Mỗi lượt view là một lượt sub. Đúng không? Mỗi lượt view một lượt sub là bây giờ là được mấy triệu sub là. Là vàng. Like bạc. Cái đó mời đi. Chừng nào nút like bạc chắc lúc nào hàng lúc bạc YouTube chắc là được khi nào mà con Nam nay lớp mấy rồi? Lớp 4. Hôm nay lớp 4. Hôm nay lớp 4 phải không? Chắc là nó được, nó lên lớp 6 thì mới được nút bạc được. Còn nút vàng thì chắc đợi Khải Linh cưới vợ. Ngon bạc. Thịt tôm dai dễ sợ luôn. Cái con mực thì nó bị cái gì đâm như vậy. Nó bên nước ngoài nó làm sốt sốt cajun đó. Sốt đỏ đỏ biết không? Không. Nó có khoai tây với lại bắp đó, nó cắt ra nè. Rồi nó cũng luộc vậy nè. Cái sốt cajun là cái sốt mà người ta ăn con tôm hùm đất á. Đang tôm hùm đất á. Ừ. Đỏ đỏ đó. Dạ. Nhớ nước đó là nước nấu đó mà. Ừ. Đó là cái bột. Nước nấu chứ không. Dùng để nấu mấy con kia coffee. Coffee. Tôm đất. Bò đất. Hay gọi bò đất. Phổ biến là ở vùng Louisiana phải không vậy? Nè. Gì? Hả? Giờ biết ngay nè. Không ăn thôi. Này chấm luôn à. Cục gạch nè bạn. Ăn lỡ trúng viên học sao quá. Ông cô ăn trúng rồi. Ừ, Ngọc Nghiêu. Ngọc Nghiêu làm chiếc nhẫn luôn đó. Hiếm như con. Con này cát không? Xong rồi hả? Hả? Khải Linh đầu hàng. Trước hồi nó còn đi tập tạ, nâng tạ gì đó. Mặt tụi con tân như nổi. Giảm cân. Ăn giảm cân. Tôi ăn rồi tập cho giảm cân. À, trứng của nó nè. Trứng tôm càng xanh lục thổ. Tao đang hàng xếp rồi. Ừ. Mới có 30 phút. Chưa 3 phút nè. Hãy ăn cái này. Trứng ngon, trứng còn sống không? Thơm. Ba con này để dành cho thằng Ken với thằng Huy chút nó đi học mẫu giáo về. Rồi là cái chữ cua. Cua biển. Ăn thử cua đá là được không? Cái cấm. Cái sò. Ừ. Cua đâu nữa. Cái này đâu. Cái sao. Nó mà sao à.
con này sắp hai da nữa nè. Cái xô không à ông ơi, muốn kiếm gì? Cua gạch hả? Cua cua đực thịt. Cái Linh ăn con bự ăn nhỏ. Nhỏ thôi. Hả? Nhỏ. Nhỏ. Đây mới mở ra có gạch ăn này. Này các bạn. Cái xô nè. Gạch vàng nè. Cái Linh nè. Gạch vàng nè. Ôi da. Wow. Nóng quá. Hậu là hậu là. Cái này con Khải Linh nè. Con Khải Linh đặc hơn là Bảo Nam. Bảo Nam thì hấp ngon hơn. Nè. Giờ tới của cậu ơi, có cái gì? Con này là hai da rồi nè. Hai da nè. Da hai nè. Hai da. Ừ, hai da. Sắp hai da nè các bạn. Hai da có hai da nè. Wow, con này mới gọi là hai da nè, sắp hai da nè, vàng nè. Trời ơi, nè, hai luôn rồi, trời ơi, uổng quá con này. Hai da luôn rồi nè. Nè các bạn. Trời ơi, nè. Uổng quá. Cua cớm là, cua cái so là thường nó có hai da lắm. Cái này là cực phẩm nè nha. Hai da nè. Ừ, cho thẳng miếng nè, ăn cho biết mùi thiên hạ. Khải Linh này là ngon nhất nè. Để biết vậy, đập ra. Đập ra cái gì không? Cái mai á. Cái mai. Rồi con này là hai da, đúng hai da luôn á. Nhiều người để càng gọi điện hoặc là inbox hỏi là có cua hai da hay không, nhưng mà thật sự cua hai da cua cớm á ít lắm, nhưng mà nhiều lúc ăn liệu quay clip vậy nè lại gặp toàn trúng con hai da không à. Nè không, cái da đang bóc luôn dục đây nè, cái da này các bạn. Nhiều người ăn cua cái so á ngại là nó nhỏ. Nhưng mà thật sự nó nhỏ thiệt, nó từ 4 tới 6 con ký. Nhưng mà nó ngon lắm. Cuốn nguyên cái da nó lại nè. Chấm miếng nước mắm. Mới được chấm. Trời nó béo. Nè cho tụi bay thằng miếng nữa nè. Lên. Quá ngon luôn. Nó hơi già nè các bạn thấy không? Nứt cái phần này luôn rồi nè. Cái giòn giòn sao ta? Cái giòn giòn đúng không? Rồi. Nó hồng rồi nè, nó hồng cái lông á. Bữa mình có làm cái clip mà cách mà xem nó sắp cớm sắp hai da, các bạn nhìn nè, cái lông ở trên cái yếm nó màu hồng, còn cái này là nó cũng mấy ngày là màu trắng. Đây đây nè, cái này là cua cái so mà nó chưa cớm nè, còn đây nè các bạn nhìn nè, thấy không, cái màu lông nó hồng nè. Còn đây là trắng là nó chưa cớm, còn này là cớm nè, sắp cớm nè, sắp hai da đó thì nó màu hồng ha. Đây con bé nó cho rồi. Wow, nhão nè các bạn, này múc đã luôn á, này múc đi. Ê gì vậy, nó ngon. Hút lên nè, cái gạch này ngắn à. Đó. Rồi cái này là béo kinh khủng luôn á. Rồi luôn. Thịt mà từng thớ nè. Đây cậu múc cho, cậu múc cái này cho. Ngán cái gạch quá rồi. Cái gạch béo luôn.
chết luôn mà nó ngán. Cái này lên clip cậu nhiều rồi nó ngán. Hả? Nó lên clip cậu nhiều nó ngán. À, nó ăn nhiều quá nên nó ngán á các bạn. Cái phần nửa phần cái xo này chút nữa về cho ba mình đi ha, à, cho ngoại nửa phần cái xo này. Đưa mẻ phần này ra giùm đi. Nè bạn nhìn thịt nó nè, là qua từng miếng rồi. Chưa càng lại cho quy luôn. Ăn cái cẳng không? Chưa này chưa cho phi với Nam à? Quy viên can. Quy viên can. Mặt nó ăn nhiều rồi. Bữa nay hai nhỏ đi học rồi các bạn. Học hè. Ui. Đập vô đây vậy luôn á. Ăn hải sản mà nhiều người kêu ăn cho sạch, cho sạch đúng không? Ăn vô lịch sự không biết ăn sao à. Đeo bao tay vô ăn. Đeo bao tay vô ăn không ngon, cảm giác không ngon. Chơi mà tự bắt tự ăn luôn, ăn tại chỗ luôn á. Ừ, khách ăn khúc. Xuống chỗ cậu tính hãm ăn. Ừ. Xuống chỗ cậu tính hãm cắm trại. Chỗ nào? Chỗ hãm cậu tính đi á, nó gửi thằng Thành á. À, chỗ đó không? Chỗ đó rồi đó, gió quá quay phim không được. Nó thổi dù không có nghe rõ. Tay. Xong rồi hả? Ngán. Ngán thì tạm biệt trước đi. Ui dạ. Khi mà nó cớm, cái da nó mềm, các bạn bóc như là bóc vỏ tôm nè, bóp cái là nó bể. Nhìn nè, thịt nó lòi mà rất là dễ luôn. Ra nguyên một cục vậy nè. Mà từng qua
con nam nó không ăn. Nó ngọt ghê các bạn, dai mà ngọt nữa. Tắm xong rồi hả? Rồi ha các bạn ha, nếu ăn mà hết cái này thì thật sự là còn miếng này với lại mấy cái rau ria này, thật sự mà ăn hết này thì lâu, nên là mình bây giờ mình tạm biệt các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video clip tiếp theo nha. Mình xin mời các bạn một ngụm ha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua ha. Thì mình hy vọng sau clip này thì sẽ được nhiều người subscribe hơn. Thì từ đây tới cuối năm, hôm nay là tháng 6 rồi, thì mình từ đây tới cuối năm còn 6 tháng nữa thì mình có thể đạt tới mức là 15.000 hoặc là 17.000 ha. Thì cái đó là cái ước tính của mình. Rồi, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.